chào mọi người. Và đây là phòng nghỉ của tôi trong 3 ngày công tác tại Đà Nẵng. Ok, xin chào mọi người. Và bây giờ đang là 4 giờ 25 chiều và tôi chuẩn bị có một cái buổi chụp hình cho khách hàng. Và bây giờ thì cũng chuẩn bị là đến giờ đi rồi. Mời quý vị cùng đón xem nhé. Trong ngày thứ hai này thì mình sẽ đi chụp hai địa điểm. Địa điểm thứ nhất đó là Hồ Xanh Sơn Trà, và sau đó thì mình sẽ di chuyển bằng xe máy xuống Hội An. Và mời quý vị và các bạn cùng đón xem nhé. Gần đỉnh của bán đảo Sơn Trà và nhìn xuống thành phố Đà Nẵng, cảnh quan rất là đẹp. Hôm nay là thời tiết là khá là nắng. Đây hiện tại đang đúng thời điểm dịch nên là tôi thấy là rất là ít khách du lịch. Và bây giờ thì mình đang ghé qua chợ Hội An để ăn một cốc sinh tố, xong rồi sau đó thì mình sẽ đi về thành phố Đà Nẵng. Sau 2 ngày làm việc tại Đà Nẵng thì mình đang cảm thấy là rất là ok. Và bây giờ đang là 6 giờ 30 và mình đang chuẩn bị đi ăn tối. Vừa rồi thì mọi người cũng đã xem hết cái video của K-Media. Và nếu ai có quan tâm đến dịch vụ chụp hình cũng như là quay phim thì có thể liên hệ theo số điện thoại 086 744 9283.